Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi điểm tin 24 giờ, được phát sóng vào lúc 20 giờ trên Tom Nam Media. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính của ngày 20 tháng 12. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dịch bệnh viêm đường hô hấp đang ở mức đỉnh điểm tại Cộng hòa Séc. EU thông qua cơ chế áp giá trần khí đốt. Đã khởi tố 29 vụ án và 102 bị can vụ Việt Á. Kể từ ngày 1 tháng 1 2023, chính phủ Séc sẽ hủy bỏ việc khám sức khỏe định kỳ đối với một số ngành nghề theo như quy định. Đề xuất cũng bao gồm việc không cần phải xin giấy chứng nhận của bác sĩ. Chính phủ hứa hẹn rằng nhờ các biện pháp này có thể tiết kiệm đáng kể và hiệu quả trong công việc của bác sĩ và nhân viên vệ sinh dịch tễ. Hôm nay ngày 20 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Y tế Séc thông báo rằng chính phủ sẽ thực hiện thay đổi trong lĩnh vực y tế theo kế hoạch. Điều này chủ yếu liên quan đến việc đơn giản hóa việc quản lý cho các bác sĩ cũng như người sử dụng lao động. Theo đó, Séc sẽ hủy bỏ quy định bắt buộc khám sức khỏe định kỳ đối với người lao động. Quy định mới sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 2023 đối với các ngành nghề thuộc nhóm công việc thứ nhất và thứ hai, chẳng hạn như giáo viên, thư ký hay các vị trí văn phòng. Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ hủy bỏ việc xin giấy chứng nhận của bác sĩ trước khi vào làm việc đối với các ngành nghề này. Còn đối với hai nhóm công việc còn lại, tức là công việc có ảnh hưởng đến sức khỏe, sẽ không có thay đổi. Cộng hòa Séc đã vượt qua ngưỡng của dịch bệnh viêm đường hô hấp. Theo báo cáo mới của Viện Y tế Nhà nước, hiện tại trung bình trên toàn Séc có 2.300 bệnh nhân bị viêm đường hô hấp tính trên 100.000 người dân, tăng hơn 30% so với tuần trước. Các bác sĩ đã ghi nhận các trường hợp mới bị viêm đường hô hấp ở tất cả các vùng tại Séc và ở mọi độ tuổi. Trong đó, bệnh cúm gia tăng nhiều nhất. Theo Bộ Y tế, tình hình hiện tại ở Séc đang có xu hướng lan rộng thành dịch cúm. So với tuần trước, số bệnh nhân mắc cúm và các bệnh đường hô hấp khác đã gia tăng nhanh chóng, tăng khoảng 33,6%. Họ khuyến cáo người dân nên tránh đi nhóm đông người và tuân thủ các quy định vệ sinh cơ bản. Những người có triệu chứng nên ở nhà và hạn chế tiếp xúc với nhóm người dễ nhiễm bệnh như người già hoặc những người mắc bệnh mãn tính. Để tăng cường sức đề kháng, mọi người nên ăn đủ lượng trái cây, rau củ quả để bổ sung thêm vitamin tự nhiên. Hiện tại, trẻ em dưới 5 tuổi là nhóm bị nhiễm bệnh nhiều nhất, sau đó là nhóm từ 6 đến 11 tuổi, chủ yếu là do virus RS gây ra. Theo các chuyên gia, số người mắc bệnh đang lên đỉnh điểm và sẽ còn càng tăng cao hơn nữa trong tuần tới. Cơn cuồng mua sắm trước Giáng sinh sắp kết thúc. Cụ thể vào Chủ nhật tuần qua, hàng ngàn người đã đến cửa hàng và mua sắm. Cùng với đó là lượng người đông đến nỗi không còn chỗ đỗ xe. Nhưng theo các nhà bán hàng, người dân đang tiết kiệm và chi tiêu ít hơn trong việc mua sắm so với những năm trước. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh và cơn sốt mua sắm tại Séc đang lên đến đỉnh điểm. Và cuối tuần vừa qua cũng là chủ nhật mùa vọng cuối cùng, lượng người đổ xô vào các cửa hàng đã tăng lên đáng kể so với thời gian trước. Ở một số nơi, thậm chí còn không có chỗ đậu xe. Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát khác, gần 70% người Séc đang tiết kiệm hơn. Trong năm nay, người Séc trung bình chỉ chi 13.500 krón cho quà tặng, đồ ăn và đồ trang trí Giáng sinh. Mặc dù so với năm ngoái đã tăng khoảng 1.000 krón, nhưng năm nay giá thực phẩm tăng cao đã chiếm một phần đáng kể trong khoản chi tiêu. Các trung tâm mua sắm đông kín người, theo như khảo sát, có gần 50% người Séc không có quà. Giáng sinh là một ngày lễ lớn tại Séc, nhưng nó cũng có mặt trái. Ý nghĩa của Giáng sinh không phải là cố gắng mua càng nhiều quà càng tốt hay dọn dẹp nhà cửa càng sạch sẽ càng tốt, mà là được ở bên cạnh người thân. Xét theo phạm vi mức độ căng thẳng, vào dịp Giáng sinh thường xảy ra nhiều rủi ro hơn đối với tâm lý con người, chẳng hạn như vi phạm quy định giao thông hay việc trả nợ. Chuyên gia tâm lý khuyên người dân nên không căng thẳng ở trong việc mua sắm quà tặng trước Giáng sinh, hãy viết rõ ràng tất cả những món quà ra giấy. Trong những ngày gần đây, do thời tiết trở nên lạnh hơn, lượng khí đốt trong các bể chứa của Séc đã bắt đầu giảm nhẹ. Hiện đang được lấp đầy khoảng 86%. Mặc dù vậy, người dân vẫn đang cố gắng giảm mức tiêu thụ hệ thống sưởi, nước và điện đáng kể so với năm ngoái. Và động lực lớn nhất khiến người dân tiết kiệm vẫn là do giá cả năng lượng tăng cao. Đặt hệ thống sưởi ấm ở mức tối thiểu, uống trà nóng, đeo tất ấm hay mặc áo len đã trở thành những điều cần thiết trong nhiều hộ gia đình tại Séc vào những tháng mùa đông. Trong những ngày qua, nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C và đóng băng không chỉ vào ban đêm mà cả ban ngày. Tuy nhiên, thời tiết này đã chứng minh rằng người Séc thực sự có thể giảm mức tiêu thụ năng lượng của mình. Người Séc dường như đã nhận thức rằng mọi mức nhiệt làm phòng ấm hơn hay mỗi phút ở thêm ở trong nhà tắm đều sẽ tác động đáng kể đến ví tiền của họ.
Cũng nhờ điều này mà lượng khí đốt dự trữ tại Cộng hòa Séc hiện tại cao thứ hai kể từ năm 2014. Kể từ đầu tháng 10 đến cuối tuần trước, Séc đã giảm 23% lượng tiêu thụ khí đốt so với năm ngoái, tức là tiết kiệm được hơn 500 triệu mét khối. Tuy nhiên, việc giảm lượng tiêu thụ cũng có thể có tác động tiêu cực. Nhiều người bắt đầu quay trở lại sưởi ấm bằng than và gỗ chất lượng thấp. Điều này có thể khiến cho chất lượng không khí xấu đi. Bên cạnh đó, giảm mức nhiệt ở bình nước nóng quá mức cũng có thể làm tăng nguy cơ lây lan vi khuẩn nguy hiểm. Việc hình thành băng đá ở trên đường đã khiến cho giao thông phức tạp ở nhiều nơi tại Cộng hòa Séc và gây ra hàng chục vụ tai nạn. Tình hình nghiêm trọng nhất là ở vùng Ústecko, nơi có 14 phương tiện giao thông bao gồm cả 2 xe tải và 2 xe buýt đã xảy ra va chạm làm 40 người bị thương. Tai nạn trên đường xa lộ D6 gần Lubenets thuộc vùng Ústecko đã khiến 40 người bị thương, trong đó 5 người bị thương nặng. Do vụ tai nạn, đoạn đường đã phải đóng một thời gian. Cảnh sát xác nhận rằng 14 phương tiện đã xảy ra va chạm bao gồm 2 xe buýt và 2 xe tải. Do hình thành nhiều băng đá ở trên đường, không chỉ ở vùng Ústecko mà ở nhiều nơi khác cũng đã xảy ra hàng chục sự cố. Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân không nên di chuyển hay đỗ xe dưới cây hoặc cột điện để tránh trường hợp đường dây điện bị đổ và nên cẩn thận hơn khi lái xe ở bên ngoài do băng đá gây trơn trượt. Tiếp sức đầy dài cùng nước tăng người Crockstar. Đặc biệt, cứ khi mua 5 bình Crockstar trong tháng 12 này, có ngay cơ hội trúng máy tính MacBook Air 13 inch M2. Ngoài ra, nhận ngay một bình Crockstar miễn phí cứ khi mua 10 bình Crockstar vị bất kỳ. Thông tin chi tiết xin truy cập website tamda.eu. Trong bài phát biểu ghi hình gửi đến lãnh đạo các nước tham gia cuộc họp lực lượng viễn chinh hiệp đồng diễn ra tại Latvia vào ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các nước châu Âu tăng tốc viện trợ các hệ thống phòng không và tăng thiết giáp cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu rằng rất nhiều thứ đang phụ thuộc vào EU, trong đó có biện pháp kết thúc chiến sự. Lực lượng phòng thủ của Ukraine càng thành công thì chiến dịch của Nga càng thất bại nhanh chóng. Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi Thủ tướng Anh Rishi Sunak tăng khả năng cung cấp những hệ thống phòng không và giúp hối thúc các đối tác ra quyết định liên quan. Tổng thống Ukraine cho rằng không có lời giải thích nào cho việc nước này chưa nhận được xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard do Đức sản xuất, đồng thời kêu gọi Hà Lan thảo luận về quyết định này với các đối tác. Tổng thống Zelensky cũng đề nghị Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Latvia, Latvia và Estonia cung cấp thêm các tên lửa phòng không, tiêm kích, lựu pháo và đạn dược. GEF là lực lượng phản ứng nhanh do Anh dẫn đầu với các thành viên gồm Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển. Lực lượng này được thiết kế để có thể triển khai chớp nhoáng nhằm ứng phó với các khủng hoảng ở Bắc Âu, cũng như hỗ trợ các chiến dịch của NATO ở nhiều địa điểm khác. Bộ trưởng Năng lượng các nước Liên minh châu Âu vào ngày 19 tháng 12 đã thống nhất áp giá trần khí đốt ở mức 180 euro một MWh nhằm kiềm chế giá khí đốt leo thang và ngăn chặn khủng hoảng năng lượng kéo dài. Theo quyết định được các bộ trưởng năng lượng các nước EU đưa ra sau cuộc họp vào ngày 19 tháng 12 tại Bruxelles, mức giá trần khí đốt được Liên minh châu Âu áp dụng sẽ là 180 euro trên 1 MWh. Theo đó, nếu giá giao dịch khí đốt trên sàn TTF của Hà Lan, vốn được xem là tiêu chuẩn của châu Âu, vượt quá mức 180 euro trên 1 MWh trong 3 ngày liên tiếp, thì cơ chế giá trần sẽ được kích hoạt, cho phép châu Âu vô hiệu hóa mọi giao dịch khí đốt cao hơn mức giá trần. Đây được xem là biện pháp mới nhất và cũng khó đạt đồng thuận nhất mà các nước thành viên EU đưa ra trong nỗ lực kiềm chế giá khí đốt, qua đó sớm chấm dứt cuộc khủng hoảng năng lượng. Mức giá trần 180 euro trên 1 MWh được thông qua cũng thấp hơn nhiều, chỉ bằng 1/2 mức giá trần 275 euro trên 1 MWh mà Ủy ban châu Âu đề xuất hồi cuối tháng 11/2022. Hiện tại giá giao dịch khí đốt trên sàn TTF của Hà Lan dao động quanh mức 140 euro trên 1 MWh. Con số này thấp hơn nhiều mức giá kỷ lục 340 euro trên MWh hồi tháng 8/2022, nhưng hiện vẫn cao gần gấp đôi giá khí đốt tại châu Âu cách đây một năm. Việc áp giá trần khí đốt sẽ được các nước EU chính thức áp dụng từ ngày 15/2/2023. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu có thể lập tức ngừng áp giá trần nếu đánh giá biện pháp này mang đến các hậu quả tiêu cực nhiều hơn cho các nước châu Âu, như việc gián đoạn nguồn cung, tác động đến cơ chế hỗ trợ khí đốt giữa các nước hay khiến cho các nỗ lực cắt giảm tiêu dùng khí đốt tại châu Âu bị ảnh hưởng.
Trước động thái áp giá trần của EU vào ngày 19 tháng 12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng biện pháp áp giá trần khí đốt của EU đang làm gián đoạn quá trình định giá của thị trường và nhấn mạnh bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt giá trần khí đốt là không thể chấp nhận được. Nga sẽ đưa ra đáp trả thích hợp đối với động thái này. Ông Peskov lưu ý rằng Nga sẽ cần thời gian để đánh giá cẩn thận tình huống trước khi đưa ra các phản ứng của mình, đồng thời cho biết thêm rằng phản ứng với việc giới hạn giá dầu đã bị trì hoãn đôi chút vì những lý do tương tự. Vào đầu tháng 12, EU, các nước G7 và Australia đã đưa ra cơ chế trần giá dầu. Cho đến nay, Nga vẫn chưa chính thức công bố bất kỳ biện pháp đáp trả nào trước động thái này. Tuy nhiên, trước đó ông Peskov nói rằng một sắc lệnh liên quan của Tổng thống Putin đang được hoàn thiện, Moscow sẽ cấm bán dầu theo các hợp đồng áp dụng giá trần. Các quốc gia yêu cầu giới hạn giá như một điều kiện trong các thỏa thuận cung cấp của họ hoặc cố định giá ở mức giới hạn là 60 đô la Mỹ trên một thùng cũng sẽ bị cấm nhập khẩu dầu Nga. Vào ngày 19 tháng 12, tàu hộ vệ tên lửa HTMS Sukhothai của Hải quân Hoàng gia Thái Lan bị sóng lớn đánh gây chập điện, nước tràn vào làm tàu bị chìm ở vịnh Thái Lan. Hải quân Thái Lan cho biết vẫn còn 33 thuyền viên đang mất tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân Thái Lan khẩn trương thực hiện. Về vụ chìm tàu hộ vệ tên lửa HTMS Sukhothai, Phó Thống đốc Pichai Lochusakun, chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân Thái Lan cho biết áo phao cứu sinh và kỹ thuật nổi trên mặt nước của các thủy thủ mất tích cho phép tất cả chỉ có 48 giờ để cứu sống họ. Ông cũng nói rằng các thủy thủ mất tích có thể bị đe dọa tính mạng nếu trôi nổi trên biển trong thời gian dài. Lực lượng này đang triển khai 2 tàu hộ vệ, 1 tàu đổ bộ cùng trực thăng và máy bay tuần thám tiến hành nỗ lực tìm kiếm cứu nạn. Một thủy thủ được tìm thấy tối 19 tháng 12 khi đang bám vào phao sau khi đã trôi dạt trên biển suốt 10 tiếng nhưng vẫn tỉnh táo. Tai nạn xảy ra khi tàu hộ vệ HTMS Sukhothai tuần tra ở vùng biển cách tỉnh miền Trung Prachuap khoảng 32 km đêm 18 tháng 12. Sóng to gió lớn khiến nước biển tràn vào hệ thống điện, gây chập cháy, mất điện và khiến các máy móc trên tàu ngừng hoạt động. Thủy thủ đoàn không thể kiểm soát chiến hạm, nước biển tiếp tục tràn vào nhanh khiến thân tàu bị nghiêng. Tàu Sukhothai chở theo 105 thành viên thủy thủ đoàn trước lúc gặp sự cố. Hộ vệ hạm HTMS Carabri giải cứu được 75 thủy thủ tại hiện trường. Những người còn lại đã phải mặc áo phao và nhảy xuống biển trong đêm tối trước khi tàu chìm. Chính phủ Argentina cho biết cả nước sẽ được nghỉ vào ngày 20 tháng 12 để ăn mừng vô địch World Cup 2022 và đón đội tuyển bóng đá quốc gia về nước. Chính phủ Argentina tuyên bố ngày 20 tháng 12 là ngày nghỉ lễ để cả nước có thể ăn mừng và chia vui đối với đội tuyển quốc gia. Việc giành được danh hiệu này là phần thưởng xứng đáng dành cho tất cả thành viên của đội tuyển Argentina cũng như đội ngũ kỹ thuật của đội vì tinh thần chiến đấu, nỗ lực, đoàn kết, kiên trì, tinh thần đồng đội và cam kết của họ. Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng và một số ngành mang tính đặc thù vẫn sẽ làm việc. Hàng triệu người Argentina đã chuẩn bị các bữa tiệc đường phố khi đội tuyển quốc gia trên đường về nước. Biểu ngữ cỡ lớn với dòng chữ "Vinh quang cho nhà vô địch" được treo ở khắp nơi ở thủ đô. Các nhật báo Clarín và La Prensa đều đăng dòng chữ cảm ơn khổ lớn để tri ân Lionel Messi và đồng đội đã giành chiếc vô địch bóng đá thế giới thứ 3 cho đất nước và cũng là chiếc vô địch đầu tiên sau 36 năm. Chuyến bay chở đội tuyển Argentina đã hạ cánh xuống sân bay Ezeiza ở Buenos Aires vào lúc 2 giờ 25 theo giờ địa phương ngày 20 tháng 12. Lionel Messi xuất hiện trước công chúng với chiếc cúp vàng cùng đồng đội. Đây là danh hiệu World Cup đầu tiên của Argentina sau 36 năm chờ đợi. Lionel Messi có kỳ World Cup 2022 thành công khi phá hàng loạt kỷ lục, ra sân nhiều nhất, đeo băng thủ quân nhiều nhất, có số trận ghi bàn và kiến tạo nhiều nhất, ghi bàn và kiến tạo nhiều nhất cho đội tuyển Argentina ở World Cup. Tamna Media hiện đang tuyển dụng các vị trí như sau: quay phim, biết sử dụng máy móc kỹ thuật và dựng hình cơ bản. Vị trí biên tập viên, MC, ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp lưu loát. Yêu cầu đối với cả hai vị trí là thành thạo tiếng Việt và tiếng Séc. Mọi thông tin xin gửi về email info@tamnamedia.eu hoặc số điện thoại 774509888.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 19 tháng 12, tại buổi họp báo Bộ Công an về tình hình kết quả công tác công an năm 2022, báo chí đã đặt nhiều câu hỏi xung quanh việc điều tra các vụ án lớn được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian qua. Ví dụ như vụ án Việt Á, vụ tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tiến độ điều tra vụ án liên quan bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC Group và vụ án chuyến bay giải cứu. Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng C03 cho biết, vụ Việt Á đến nay cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 29 vụ án với 102 bị can. Trong đó, công an địa phương đã khởi tố 27 vụ, cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng cũng khởi tố điều tra 5 bị can. Về kết quả truy bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC, Đại tá Hà cho biết, công tác truy bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 người khác bỏ trốn đang được tiến hành khẩn trương. Đại tá cho biết C03 đã ban hành kết luận điều tra chuyển sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 36 bị can, trong đó có 8 người đang bỏ trốn. Theo Cục Phó C03, việc kết luận điều tra vụ án đảm bảo tuân thủ quy định cho thấy chất lượng điều tra đã được nâng lên. Việc điều tra không chỉ phụ thuộc vào lời khai mà đảm bảo thu thập đầy đủ chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội. Sau gần 1 năm khởi tố vụ án, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 102 người liên quan vụ công ty cổ phần công nghệ Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19, trong đó có 8 quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và hàng chục lãnh đạo, cán bộ CDC, Sở Y tế các tỉnh, thành phố. Mới đây nhất, ngày 30 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Từ ngày 1 đến ngày 21 tháng 1 2023, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức 91 điểm chợ hoa xuân phục vụ cho Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố. Các chợ hoa xuân trưng bày các loại hoa, cây, quả, cây cảnh, một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống và sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán. Qua đó, phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí của người dân thủ đô và khách du lịch. Đồng thời, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 30 quận, huyện, thị xã với 31 trận địa, trong đó quận Hoàn Kiếm sẽ có 2 địa điểm bắn tầm cao. Tạp chí du lịch lữ hành quốc tế Far and Wide vừa công bố danh sách 50 quốc gia vùng lãnh thổ thân thiện nhất thế giới năm 2022, trong đó có Việt Nam được xếp ở vị trí thứ 5. Theo du khách quốc tế, Việt Nam là đất nước đã vượt qua được những hậu quả nặng nề của chiến tranh để giờ đây luôn sẵn sàng mở rộng cửa để chào đón bạn bè bốn phương. Sự thân thiện, tốt bụng và quan tâm của người dân khiến bất cứ ai khi đến đây cũng đều cảm thấy thoải mái và ấm áp. Việt Nam cũng là đất nước đặc biệt an toàn, khiến nơi này trở thành một trong những lựa chọn tốt nhất dành cho khách đi du lịch một mình. Mặc dù chưa đến lễ Giáng sinh, thế nhưng những ngày nay không khí lễ hội đã tràn ngập khắp nơi ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ đường phố, công viên tới các trung tâm mua sắm, tòa cao ốc, khách sạn, cửa hàng, quán cà phê đều bừng lên sắc màu Noel lung linh rực rỡ để chào đón hàng ngàn lượt khách tham quan, bạn trẻ đến vui chơi, giải trí, mua sắm vào buổi tối. Trời vào tối, thành phố lên đèn cũng là lúc trung tâm thương mại Diamond Plaza bừng lên vẻ đẹp lung linh với cả mặt tiền tòa nhà được trang trí Noel bắt mắt với cây thông lung linh ánh đèn, người tuyết ngộ nghĩnh cùng những tiểu cảnh Giáng sinh ấn tượng. Nơi đây vốn là địa điểm check-in ưa thích của rất nhiều bạn trẻ, nay vào mùa Noel càng thu hút nhiều hơn. Với cái trang trí này của Jo Malone ở Diamond, mình cảm thấy một cái không khí nó mới mẻ hơn và nó sang trọng hơn. Và nó như là nó thổi một cái luồng gió mới mà mình trước đây mình em nghĩ là chưa bao giờ mình làm như vậy. Cho nên là đây cũng như là một nơi đặc biệt mà tụi em lựa chọn để mà đến để chụp hình ạ. Là Noel đầu tiên sau đại dịch nên việc trang trí đón Noel năm nay có phần khởi sắc hơn nhiều so với không khí ảm đạm của mùa Noel trước. Khắp nơi từ các trung tâm thương mại, cao ốc, khách sạn đều đã khoác lên mình màu sắc Noel với những thiết kế trang trí tiểu cảnh Giáng sinh bắt mắt vô cùng ấn tượng. Đây là cái khoảng thời gian trong năm mà mình thích nhất bởi vì Sài Gòn rất là khác khi mà mặc lên mình rất là nhiều màu sắc và khắp nơi rất là được trang trí rất là đẹp. Mình cũng mong là thành phố có nhiều điểm đến có thể trang trí đẹp hơn để mà mọi người có nhiều điểm để vui chơi hơn. Lựa chọn Sài Gòn là vui chơi trong những cái dịp lễ hội thay vì là đi du lịch ở những nơi khác.
việc trang trí Noel đã trở thành một thông lệ không thể thiếu mỗi dịp Giáng sinh nhằm giúp lan tỏa đi khắp nơi không khí mùa lễ hội, không chỉ để làm đẹp quán xá, để hút du khách mà còn tạo ra những điểm đến ấm cúng thân thiện, đem tới niềm vui cho khách hàng. Mỗi dịp lễ thì bên em sẽ gọi là decor theo một cái concept khác nhau. Em thấy nhờ cái concept này mà khách biết đến quán em nhiều hơn. Mỗi mùa Noel, thành phố Hồ Chí Minh càng có thêm những địa điểm lý tưởng để thu hút bạn trẻ, du khách trải nghiệm và khám phá, tạo nên một sức hút rất riêng, đầy ấn tượng, một vẻ đẹp hiện đại mà không kém phần lãng mạn, đáng yêu. Khắp nơi trên thành phố tràn ngập một không khí ấm áp, sôi động, vui tươi, để lòng người như lắng đọng, dịu bớt những ưu phiền, cùng hướng tới một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới với nhiều hy vọng. Vâng, vậy là những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.